Chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Bùi Kinh TV các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video nè các bạn ơi. Hôm nay xịt cỏ ớt các bạn, quản lý cỏ nè, trên đất nè, xịt cỏ các bạn thấy đó. Xịt thằng con này thôi, thằng mẹ thôi các bạn. Gõng nè, lên lưa thưa nè. Đó, thì sẽ quản lý cỏ. Thì xịt là xịt úp thao nha các bạn. Các bạn đang thấy đó. Thì xịt là xịt úp thao. Cho các bạn mình xem. Cái thao nhỏ vậy đó, úp từ đi ra vậy đó mà. Chính xịt ngày qua giờ đó không chứ? Xịt cỏ gì vậy? Cháy hả? Mấy chục? 150 các bạn, cỏ ít ha. Thì chủ yếu rau sam không chính. Cho cả nhà mình xem và tham khảo. Thì quản lý cỏ thì ông anh mình này xịt đi nguyên cái thao các bạn, nhưng ở đây thẳng để không có trụng ớt luôn. Cái thao gì đó các bạn, đây là kinh nghiệm của ông chính xịt là mấy chục năm rồi đó. Kỹ được, được. Chịt ổng cái là gùi các bạn hết á. Đó, thì ốc thao thì thấy đơn giản chứ không dễ đâu các bạn. Kinh nghiệm lắm mới xịt này được không ạ? Này con bé không Vinh? Em một. Cái giọt nó đưa ra đó các bạn. Cắt cục ớt ra. Chia sẻ cho các bạn về quản lý cỏ đến đây là hết các bạn. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn thấy kênh hay quá thì cho một like, một đăng ký, mình chia sẻ video để có động lực làm video cho quý anh chị và các bạn xem tiếp tục các bạn. Rồi, chào cả nhà. Hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo. Cỏ thì ông anh mình xài là này các bạn, cỏ cháy các bạn. Taran. Bình này thì 150 các bạn, kèm theo diệt mầm luôn. Duran nè, thì có hai loại các bạn. Sẽ có cháy sẵn diệt mầm luôn nghe nha. Rồi, còn nhiêu đó các bạn ạ.